Tổng thống Obama hứa đáp ứng mạnh hơn với mối đe dọa Ebola tại Hoa Kỳ, tin từ Washington DC. Tổng thống Barack Obama đã triệu tập một cuộc họp cấp cao về Ebola hôm thứ Tư 15 tháng 10 sau khi quyết định hoãn một chuyến đi chính trị giữa bối cảnh những mối lo về loại siêu vi trùng chết người ngày càng gia tăng. Tổng thống Obama cam kết rằng các giới chức liên bang sẽ giám sát việc ứng phó với các trường hợp Ebola tại Hoa Kỳ một cách mạnh mẽ hơn và cho biết Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC sẽ gửi một đội đặc nhiệm đến bất cứ bệnh viện nào gặp một trường hợp Ebola mới. Sau khi họp với nội các của ông trong khoảng 2 giờ, Tổng thống Obama nhấn mạnh tiềm năng một cuộc bộc phát Ebola ở Hoa Kỳ là rất thấp, nhưng nói rằng cộng đồng quốc tế phải làm nhiều hơn nữa để giúp cho các nước châu Phi đấu tranh để kiểm soát dịch bệnh. Ông nói thêm là các ổ dịch Ebola phải bị tấn công tại nguồn của nó ở Tây Phi. Tòa Bạch Ốc cho biết là chuyến đi chính trị của Tổng thống Obama đến New Jersey và Connecticut đã được hoãn lại, trong khi chỉ còn 3 tuần nữa là đến cuộc bầu cử quốc hội ngày 4 tháng 11. Tổng thống Obama đã lên kế hoạch để tham dự một buổi gây quỹ của đảng Dân Chủ tại Union, New Jersey và làm diễn giả chính cho cuộc tập hợp vận động cho thống đốc Don Malloy ở Bridgeport, Connecticut.